Ăn buffet ở nhà hàng sang trọng ngay giữa quận 7 với menu ngập tràn từ hải sản cho tới bò bíp steak cao cấp. Ta nói muốn ăn từ Âu sang Á đều có đủ. Giá gốc 650 mà đang giảm còn có 520.000 người à. In cái xe tới khách sạn Novotel Living Sài Gòn sao. Gửi xe dưới hầm xong rồi đi vô bấm thang máy lên thẳng tầng 2 cho tôi. Cái nhà hàng ở đây có tên là Food Exchange Sài Gòn sao. Lưu ý buffet này chỉ diễn ra vào 2 ngày thứ 6, thứ 7 mỗi tuần và buổi tối từ 6 giờ cho tới 10 giờ nha. Vừa nhào vô là tôi quay liền cái quầy hải sản cho mọi người. Bài trí nhìn cũng bắt mắt ha. Sơ sơ thì thấy có tôm càng xanh, có ghẹ, có cua. Và đặc biệt đó là ở đây mấy bạn cứ chỉ loại nào xong rồi người ta sẽ chế biến cho mình. Với tổng cộng tầm 7 loại nước sốt nha. Xê qua kế bên quầy hải sản là cái quầy lẩu với lại nước chấm nè. Có cái nước chấm này ngon á. Ngoài ra thì còn có một số món ăn chế biến sẵn như là cơm chiên, mì xào. Tất cả thì mình thấy đều được giữ nóng ở trong nồi và được đậy nắp rất là cẩn thận nha. Nổi bật trong số đó thì có cả sushi với lại beef steak. Ăn tới đâu người ta mới cắt tới đó. Còn cái quầy này thích hợp cho ai thích ăn rau đồ nè. Chủ yếu là mấy loại salad. Xê qua bên đây là mấy cái món ăn đậm chất Việt Nam như là gỏi cuốn, bò bí. Ngoài ra thì tôi thấy còn có bánh bèo với lại nem nướng nữa. Sẽ có nguyên một cái quầy bánh mì với lại lò nướng kế bên. Ăn tới đâu mọi người tự nướng tới đó. Ăn kèm thì có một số loại giò chả với lại bơ phô mai. Tôi không biết có thay đổi theo ngày không nhưng mà hồi bữa tôi ăn có súp hải sản nữa. Về nước uống thì tôi thấy có hai loại, có trà trái cây và cả một cái máy làm cà phê tự động nữa. Quầy tráng miệng thì sẽ có một số loại bánh với lại trái cây. Mê nhất đó là mấy cái ly banana cotta này nè. Ngay kế bên banana cotta là nguyên tủ kem với tầm chục vỉ. Không gian nhà hàng thì mình thấy nó cũng nhỏ à. Bữa đi mình thấy chủ yếu là mấy người nước ngoài ở khách sạn xuống ăn chứ nhiều khi đi ngang khu này nó vắng á cho nên người ta không có để ý. Tại vì cũng mới mở mô hình buffet gần đây à. Nếu mà lựa cái sốt chế biến hải sản thì mọi người nên kêu cái bơ tỏi với lại bơ cay. Tôm cua ghẹ bữa tụi mình ăn thì rất là chắc thịt, không có bị ốp con nào. Có hàu thì mình thấy nó hơi teo nha. Bò beef steak ăn tới đâu cắt tới đó cho nên rất là mềm mỏng nước. Bình thường giá là 650 một người lớn nha. Nhưng nếu mà lên hot deal mua thì chỉ còn có 520 một người à. Áp dụng từ đây tới 9 tháng 8. Giá đó đã bao gồm VAT và phí phục vụ luôn rồi. Ăn không giới hạn thời gian luôn nha. Cho nên mọi người nhớ tranh thủ nè.